Kính thưa các bạn, hôm nay tiết gia xin chia sẻ chủ đề nói về 13 pháp hạnh đầu đà mà ngày xưa coi như là Đức Phật Thích Ca tu và hiện nay sư Minh Tuệ đang tu và rất rất có À, nhiều vị tu nữa nha các bạn rất là nhiều luôn đó chứ không phải là à, riêng về sư Minh Tệ giống như là à, sư Phước Đông nè các bạn rồi hả cũng có bên Thái Lan hoặc là ở Nhật Bản nó quốc gia nào cũng có hết đó các bạn nhưng mà nói chung là mỗi một quốc gia thì không có nhiều người nó rất nhiều quốc gia tu mà coi như là người tu thì rất là ít nha các bạn Tại vì cái pháp môn mà gọi là hả tu theo Đức Phật Thích Ca mà 13 pháp hạnh đầu đà này á là rất là khó các bạn. Cho nên tiết già chia sẻ để những bạn nào chưa biết cũng như mình nghe, mình hiểu rằng là cái sự tu tập của các vị đã đi trước thì bây giờ coi như là mình noi gương theo, tức là mình tập theo chứ mình chưa có tu được một pháp nào hết nha các bạn rất là khó tại vì trước tiên mình phải có sức khỏe cho nên bài này chia sẻ là không có khuyên ai hết chỉ chia sẻ để những bạn nào chưa biết thôi còn những bạn nào biết thì xem cho vui đây là pháp tu mà hả giúp cho hành giả có những lợi ích mà nó tối thượng nha các bạn nó nó tối thượng luôn tức là không còn bàn cãi nữa tu theo pháp hạnh đầu đà đó là một trong những pháp tu mà khổ hạnh. Khổ đây á là khổ cái hạnh rèn luyện thân tâm nha. Nó để cho cái hạnh mình á là coi như là nghiêm trang chứ không phải là khổ sở hay là đau khổ. Tại vì cái đường tu này là đường tu giải thoát nha các bạn. Đây là pháp tu á là theo Thái tử Tất Đạt Đa để sau này coi như là trở thành gì? Phật Thích Ca Mâu Ni mà ngày hôm nay coi như là mình à, bái lại mình tạc tượng đó các bạn. Tại vì sao? Ngày xưa đó là Thái tử Tất Đạt Đa đó là thấy rất là rõ bốn sự thật của cuộc đời. Nói chung là ai cũng biết hết đúng không? xanh già, bệnh, chết. Cho nên á ngài mới bỏ cái cung vàng điện ngọc nè, vợ đẹp, con yêu rồi ngài trút bỏ luôn cái ngôi vị thái tử nữa để đặt lên cái chiếc áo của một vị tu sĩ đó và bắt đầu hành trình đi gì đi tầm sư học đạo nó 5 năm tầm sư học đạo 6 năm khổ hạnh rừng già ngày thực tập coi như là tất cả phương pháp cũng cũng như là tu khổ hạnh tu theo 13 pháp hạnh đầu đà nó nói chung là ai mà bước vào đường tu thì cũng biết hết đó các bạn nhưng mà có những bạn mà cũng như là mới tu hoặc là chưa biết thì hả hôm nay mình cũng như là chia sẻ để các bạn có được cái tinh thần. Tại vì những cái pháp hạnh này á mà mình đã hiểu được, mình nhìn thấy được rồi thì mình tu tại gia là nó không có khó, đúng không các bạn? Tu tại gia mình quá là sung sướng đi, mình không có khó. Thế già chia sẻ với các bạn rằng bây giờ 13 hạnh đầu đà nè, rất là khó thực hành nha các bạn. Coi như là hạnh thứ nhất á là mình mặc y phấn tảo đây là loại y đó cũng như là hả, được làm từ những cái miếng vải mà vụn những cái miếng vải mà lấy từ nghĩa địa bệnh viện ngoài đường hay là ở rừng nói chung là lụng ngoài đường á mà coi như là không có được mà nhận vải mà cũng như là hạ cúng giường nữa đó các bạn nó cái hạnh tu theo pháp hạnh đầu đà rất là khó nói chung là cúng cũng không có được nữa mà mình tự phải nhặt lấy nó nhặt lấy rồi tự mai thành cũng như là y phấn tảo đó các bạn để tu đây là vị hành giả nào mà tu tập á không bao giờ mà À, nhận sự cúng dường coi như là y áo nha các bạn dù cái miếng vải dụng mà các bạn đưa coi như là các sư cũng không có nhận hạnh đầu đà rất là khó mà các sư phải gì phải tự đi nhặt lấy cũng như cái miếng vải đó rồi tự may rồi hả tức là không có À, bị mà lệ thuộc vào thí chủ tức là không có bị lệ thuộc giống như là mình mặc cái áo là mình phải à, bây giờ phải ha, cũng như người nào đó cúng giường cho mình thì mình mới có mặt còn cũng như là tu theo pháp hạnh đầu đà đó giống như tiếng đời gọi là không có làm phiền ai nó nói như vậy cho nó dễ hiểu đúng không các bạn không có làm phiền ai hết tự nhặt và tự khâu mai gì đó thành cái y áo để mặc rồi hạnh thứ hai là chỉ mặc ba y đó vị tu sĩ hạnh đầu đà là chỉ có ba y thôi nha không có y thứ tư tức là thượng y trung y và hạ y nó luôn luôn là coi như là có 3 y thôi dùng đến khi nào mà rách không còn mà dùng được nữa thì mới thay y khác mà thay y khác tức là thay cái y mới cũng lụm coi như là vải dụng đó rồi mai lại nha các bạn rồi tự mai lại đó các bạn rồi đó là hạnh thứ hai rồi hạnh thứ ba đó là phải đi khất thực để sống bởi nhiều khi á, mình không hiểu thì mình sẽ nói rằng à, tại sao bắt buộc phải đi khất thực đây là tu theo hạnh đầu đà cho nên hạnh thứ ba là hạnh phải đi khất thực để sống không có tự đi làm để kiếm chén cơm cũng như mình tu tại gia thì mình có thể là mình đi làm được đúng không các bạn hạnh này là chưa tăng là phải đi giống như là từng nhà nè không có được mà đợi giống như là mời đến nhà mà để cúng giường cúng tiệc tùng gì đó giống như nói rằng là hôm nay nhà tôi cũng như có cái tiệc à, mời thầy tới dùng bữa cũng không có được nữa các bạn rất là khó luôn đây là hạnh thứ ba và tiếp tục à, tiếp già chia sẻ cái hạnh thứ tư là khắc thực á, là coi như là phải đi từng gì từng nhà từng lớp cũng như là đi từng 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 hết vậy đó các bạn không có được chọn cái nhà giàu nhà nghèo gì hết giống như là mình đi những cái bước chân mình à, tới đó cái mình thấy cái nhà đó nghèo quá thôi bỏ qua à, mình đi tới cái nhà giàu để được cái thức ăn ngon hơn cũng không có được nói chung là đi phải đi hết luôn nó nhà nghèo nhà giàu gì không có bỏ sót một nhà nào hết luôn nó dù cho nghèo hay giàu hay là một củ khoai một chén cơm nguội cũng phải nhận chứ không có đợi mà giống như là nhà giàu mà cũng như để đón nhận thức ăn ngon đó các bạn thì cái này cũng không được rồi cái hạnh thứ năm á à ngồi ăn một lần tức là hả đó là khi ăn á là ha nếu mà đã đứng dậy rồi á thì không có ăn nữa nó dù người mà đến cúng thêm đi nữa cũng không nhận nó tức là một ngày chỉ được ăn một bữa thôi đó các bạn không có được ăn thêm nữa nó nhưng mà được uống nước nha các bạn. Nó uống nước thì được hết luôn. Đó là tiết già học và chia sẻ để mình nhìn thấy như vậy là ở nhà mình tu là mình thấy nó quá là gọi là thoải mái sung sướng rồi đúng không các bạn. Hạnh thứ sáu á là ăn bằng bình bát, không có được mà ăn cơm giống như là bằng những cái hộp giấy nè. À, bằng những cái chén giấy nè đó các bạn thấy không là cũng không có được nữa phải đổ vô cái bình bát dù uống nước đi nữa cũng đổ vô cái bình bát rồi mới uống nó không có giống như là chọn được cái chén kiểu chén đẹp như mình ở tại gia thì coi như là mình có thể là ăn ờ à, chén này á là mình phải để nước tương rồi cái dĩa kia phải để đậu hũ nó cái tô á là phải múc canh chứ nếu như á à, lấy cái dĩa mà để múc canh hay là để xào rau hoặc để gì thì coi như nhiều khi á, mình lại khó chịu mình nói không có đúng cái cái đĩa cái chén cái bát đó đúng không các bạn thì đây là Tiết Già chia sẻ cũng là rất là hay để khi chúng ta mà tu tập tại gia rồi đó thì bây giờ chúng ta học theo cái hạnh đầu đà. Tuy rằng chúng ta không có thực hành được nhưng mà bây giờ chúng ta ở tại gia chúng ta có cái gì chúng ta dùng cái đấy, có chén dùng chén, có bát dùng bát. À, có đũa gì cũng được hết có muỗng gì cũng được hết mà hãy vẫn thấy coi như là sung sướng hơn hơn là các vị mà tu theo hạnh đầu đà đúng không các bạn rồi à, tới hạnh thứ bảy nè không để dành đồ ăn tức là nhận vừa đủ ăn trong cái buổi trưa hôm đó thôi ăn coi như là trước cái giờ ngọ không có để dành tới buổi chiều nó khi mà hành giả mà thọ thực xong á là không có dành lại cũng như là ngày mai cũng không có được nữa các bạn. Cho nên những vị này thường thường là hả nhận vừa đủ ăn thôi. Đây là cái pháp tu rất là khó. Rồi cái hạnh thứ tám á là sống trong rừng. Nếu như á mà mình đi khất thực tới cái chỗ đó đó hen là giữa cái cũng như là làng hen là ngôi gia của người ta nhà cửa nhiều quá kế bên cạnh đó là coi như là một bìa rừng hay là một cánh rừng gì đó thì mình phải gì rời khỏi cái ngôi nhà đó tất cả những cái gì đó mình lánh xa ra không có làm phiền coi như là hả dân chúng mà mình sống trong rừng là mình hả không có được mà giống như mình nói rằng bây giờ tôi sợ quá à, tôi không ở trong rừng tôi ngủ coi như trước cửa nhà người ta cũng không có được. Nó hạnh thứ 8 là phải sống trong rừng. Rồi hạnh thứ 9 á là ở dưới gốc cây. Nó ở dưới gốc cây tức là mình không có được ở dưới những cái chỗ như mé hiên nhà hay là giống như là hạ trước cửa như là những cái quán mà người ta đóng cửa đó các bạn cũng không được nữa. Nó hạnh thứ chín là, là ở dưới gốc cây. Tại vì có cái hạnh thứ 10 là ở ngoài trời. Ở ngoài trời tức là mình đâu có được coi như là à, có những cái mé hiên mà che nắng che mưa đúng không các bạn? Nó rất là khó. Hạnh thứ 11 là ở nghĩa địa ở nghĩa địa thì được nha các bạn nói chung là vô trong cái nghĩa địa vô trong cái hang đá thì cái này là được hết luôn tại vì trong nghĩa địa đó là có những cái tảng đá hay là những cái cũng như là tảng cây hay những cái gì đó là hoàn toàn được hết luôn còn hạnh thứ 12 thì bắt đầu là suy nghĩ rằng nghỉ ở đâu cũng được Tại vì vị tu sĩ á, hành cái hạnh đầu đà đó là không có chọn chỗ nghỉ Mà tùy thuận tức là nghỉ ở đâu cũng được hết đó các bạn Thì tiết già thấy rằng á, cái hạnh thứ 12 này á là giúp cho những bạn mà tu tại gia giống như tiết già gì nè Thì giờ mình suy nghĩ rằng mình ở tại gia có mền đẹp đắp cũng được Có chăn gói đẹp cũng được mà xấu cũng được mà cũ cũng được mà rách cũng được đây là tiết già nghĩ rằng mình học theo cái hạnh thứ 12 này là coi như ngủ nghỉ ở đâu cũng được hết. Nó mình không có còn chọn giống như là cái mền phải sang, phải đắt tiền, phải chăn gối, phải cũng như là hả loại cao cấp đúng không các bạn? Thì cái này mình tuy rằng mình không có thực hành đúng chánh pháp của hạnh đầu đà nhưng mà ít ra mình nhìn thấy được coi như là các vị tu hạnh đầu đà là mình sẽ tiếp nối theo mình sẽ học hỏi theo dù một chút ở trong hạnh đầu đà coi như là mình cũng vững tâm tu hành đó các bạn rồi hạnh thứ 13 thì chắc chắn là cái hạnh này rất là khó tại vì không nằm ngủ nó tức là ngủ ngồi đó các bạn ngủ ngồi thì coi như rất là khó nha các bạn tại vì ngủ ngồi là hai ngã qua ngã lại đúng không các bạn này phải luyện dữ lắm luôn mới ngủ ngồi mà giống như mình á, là mình rất là thèm nằm mình rất là muốn nằm đúng không các bạn nhưng mà tiết già chia sẻ nè người nhật á, ngủ ngồi rất là giỏi đó các bạn tại vì khi người ta làm việc mệt mỏi rồi đó là người ta ngồi xong rồi người ta ngủ cả tiếng nửa tiếng luôn thì cái hạnh này chắc có lẽ là người Nhật á, là dễ cũng như là thực hành được các bạn Mà hạnh 13 này á không được nằm ngủ khi mà ngồi ngủ đó ngồi ngủ nghỉ gì đó nghỉ ngơi cho khỏe nha các bạn cũng phải tránh cái bụi cỏ nữa thì cái này là tiết gia thấy rất là hay tại nhiều khi mình đi đâu á là mình hay giống như là dẫm trên cái bụi cỏ ngồi trên bụi cỏ hoặc là mình lót những cái tấm gì nó lên cái bụi cỏ nó sẽ im cũng như là mình ngồi rất là im ái đúng không các bạn còn nếu như mình ngồi ngoài những cái cục đất mà nó không có được bằng rồi nó có những cái sỏi đá thì coi như nó rất là khó chịu cho mình thì coi như cái hạnh này á tuy rằng mình không có được trọn vẹn nhưng mà nếu như mình lỡ có đi đâu á thì coi như mình cũng tránh không có làm đau đớn cái bụi cỏ làm tổn hại cái bụi cỏ làm cái sự sống thiên nhiên đó à, mình phải biết trân trọng và tôn trọng thiên nhiên đó các bạn người nào á mà thực hành được 13 hạnh đầu đà thì coi như đức phật khen ngợi và tán thán vậy thì coi như các bạn thấy rằng ở một quốc gia được bao nhiêu vị sư coi như là tu theo hạnh đầu đà. Nó hiện nay thì coi như sư Minh Tuệ, sư Phước Đông nè, rồi à, cũng như còn những vị sư tiếp theo nữa đó các bạn mà Tiết già cũng như là à, chưa có được biết rõ lắm coi không biết là còn nữa không. Đây là cái con đường tu tập của hành giả mà muốn gì thành tựu gọi là tốt nhất nè, ở à, gần nhất cái con đường mà đi tới Như Lai, cho nên á tu như thế nào á cũng không bằng à, một vị tu theo hạnh coi như là 13 pháp hạnh đầu đà đó các bạn. Người tu theo mà hạnh đầu đà á không còn gì mà để vướng bắt khổ đau nữa. Tại vì người ta không có vợ không con không chồng không nhà không cửa à, cái gì cũng không hết không tiền không tài sản à, thậm chí đến người mặc đồ đi nữa là những cái tấm vải dụng thôi đâu có gì mà để ai mà rình rập trộm cướp đâu không cũng như tức là không còn gì để mất nữa thì không có còn dướng mắt đau khổ nữa đó các bạn à, lúc mà hả thọ thực á thì coi như các vị này nhận thức ăn là để gieo duyên công đức cho thí chủ nha các bạn tại vì mỗi lần mà mình giống như cúng dường cho các vị này là mình được công đức rất là lớn tại vì các vị này tu tập giữ giới hạnh rất là cao cho nên tu theo hạnh đầu đà đó mà đức phật đã để lại thế gian này là biết bao ngàn năm rồi mà lâu lâu á thì mình mới gặp được một vị hoặc vài vị nó hoặc nhiều hơn đúng không các bạn? Nó mà nói chung là một mỗi một quốc gia nha các bạn rất là ít luôn. Nó hiện nay coi như là mình nhìn thấy những vị mà tu theo hạnh đầu đà đó là coi như mình rất là giống như là kính nể nè mình bái phục và hả mình tôn sư để mình ráng cố gắng mình noi gương theo mình noi gương theo không phải là theo hạnh đầu đà chắc chắn là không được rồi nhưng mà mình noi gương theo cái sự tu tập tại gia của mình nó nhiều khi mình thấy rằng mình tu tại gia, à, mình ăn uống cũng như là ăn chay đạm bạc, mình nói sao mà kham khổ quá, nhưng mà khi mình hiểu được coi như là 13 pháp hạnh đầu đà rồi thì coi như là mình tu rất là vững. Nó từ cái chỗ ăn chỗ nằm của mình ở tại gia mà nếu như mình hiểu được, nó mình cũng như là nghe được, mình à, thấu được 13 hạnh đầu đà thì cái đường tu này á coi như là mình hả tu rất là vững vàng đúng không các bạn phải nói á à ở đây á đức tính độ lượng mà cũng như là vô giới hạn của những vị mà tu theo hạnh đầu đà tâm minh rộng mở cũng vô giới hạn tức là diệt tận khổ đau luôn không có còn khổ đau nữa tại vì mình còn ham muốn cho nên mới khổ đau đó các bạn hôm nay mình chia sẻ là à, giống như là mình xin cúi đầu đảnh lễ à, các vị mà tu theo hạnh đầu đà đó các bạn video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo